chuyện kịp thời, rắc rối không còn khi thanh tịnh, long hồ xoay chiều quy đạo pháp, đạo pháp chân hành chi sáng chua, chân hành tam giới đồng chung tiến, quy hội tâm linh cùng các giới, chân tình khai triển tự
Hello anh,
Quá đẹp, quá đẹp. Phật. Vậy đó hả? Ngọc ăn cửa. Con đi theo anh Ngọc, thủ anh Ngọc cơ mang cái gì đó. Đâu có, không có gì đâu chú. Đâu có gì đâu mà. Chắc bên kia không? Chắc đi vòng. Thấy không? Để đi vòng. Phải tới như vậy. Mới xong rồi. Bây giờ một lát xong rồi cái đi ra trước đứng hết nha. Bạn nào để quay để làm một cuốn phim để kỷ niệm cái rồi và cái thiền viện luôn. Rồi. Hello. Dạ, kính thưa quý bạn đạo, chương trình 10 giờ mình sẽ tập trung ra phía xa để đi niệm hành nha. Rồi trong khi đó thì các bác sẽ đi cúng mấy cái bàn thờ. Rồi mình sẽ đi tập trung ra phía trước để có mang chụp hình ra quay phim. Nói về bà một phút nữa.
hành là điểm an êm, một bước chân đi một niềm hạnh, về trời thanh nhẹ trắng say, càn khôn quý một tiếng hoài khôn lương, pháp tràng khai truyền tưng bừng, bước chân kỷ niệm vui mừng bước qua, dù cho cách trở gần xa hành hoài cũng tiến hành hoài cũng hòa chân như hoa sen ươm nở nụ cười, chỉ tâm tu luyện người người yên vui, hoa sen ươm nở nụ cười, chỉ tâm tu luyện người người yên vui, thực hành đức kết đạo mùi quy y Phật pháp an vui chân hồn, từ bi nguyện lý sanh tồn, khai thông trí tuệ chẳng còn si mê, đạo đời chẳng có chán chê, an vui thanh tịnh muôn bề êm khởi hành là điểm an êm, một bước chân đi một niềm hạnh, về trời thanh nhẹ trắng say, càn khôn quý một tín hoài không ngừng, pháp tràng khai truyền tưng chờ gần xa, hành hoài cũng tiến hành hoài cũng hòa chân như hoa sen ươm nở nụ cười, chỉ tâm tu luyện người người yên vui, hoa sen ươm nở nụ cười, chỉ tâm tu luyện người
Thank you.
Thì từ từ con người nó trở nên quân bình. Quân bình là sao? Quân bình là mình không có theo phe này phe nọ, mình chỉ có một đường hướng đi lên mà thôi. Mình không có thương ai mà cũng không ghét ai, mình cũng không có vì người này vì người kia, mình chỉ lo cho mình mà thôi. Mình phải lo cho mình lo mình hành thiền cho mình để đi tới nơi tới chốn. Rồi từ đó mình mới được ảnh hưởng qua người khác thôi. Chứ theo tôi thấy quân bình là mình bị trở về chính mình. Mình chỉ lo mình hành thiền để mình đưa cái luồng điển của mình qua thông chính tại đi lên trên trung tâm bộ đầu, để khai thông tất cả những thần kinh nhà hốc của mình. Từ đó mình mới hiểu đạo là mình. Xin hết. Mình sẽ có cuộc chơi. Quý bạn đạo, cảm ơn cho cái câu số 1. Làm sao mới đạt tới quân bình? Thành ra như hồi nãy anh Thủy mới nói mình, khi hoặc là chị Châu nói mình trở lại với mình, nghĩa là tôi có đủ rồi, không nhờ ngoại cảnh nữa, tôi mới khai triển chính người của tôi. Thì cái thân thể này nó mới trở thành cái xá vệ quốc, nó mới có hiệu nghiệm, và những người ở trong này nó mới làm việc. Thì khi nó làm việc, chúng ta không còn hướng ngoại nữa, trong này chưa có nghĩa là hoạt động đầy đủ, chúng ta phải bổ túc nó thêm. Thành ra quay trở lại là cái chánh. Cho nên những hồi nãy như anh Đặng cũng có nói,
những bạn trẻ thế hệ sau này đã đóng góp xây dựng khang trang ngày hôm nay. Là cái gì không vụ lợi mới gọi là phát tâm. Quý vị mà thấy cái chữ phát tâm đó, tâm khó nó mới phát được. Cho nên cái quý vị trên tiền diện đi lên cái cầu thang lầu phía bên tay trái, quý vị thấy cái bảng của thầy để phát tâm. Tâm có phát thì mình mới khai triển được ở trong chính mình. Cho nên cái chính mình mới là quan trọng. Mà khai triển được mình, lúc đó mình mới gọi là cát ư kỳ quốc. Nó là một cái nước, nghĩa là rất là kỳ diệu. Nó gọi là khai triển chính mình. Mà khai triển chính mình thì lúc đó cái câu số 2 mới gọi là bàn bạc khai thông. Mình bàn bạc với ai bây giờ? Mình tự bàn bạc là tự nói với mình. Mình nói nó giống như hồi nãy anh Đặng có nói, tôi kêu nó niệm Phật, tôi niệm Phật thấy nó làm việc, nó bằng lòng làm việc là tôi biết tôi có kết quả. Mới gọi là bàn bạc với nó. Cho nên cái kỳ đại hội tới gọi là bàn bạc khai thông. Nếu mà mình được nói trong đó, nó nghe theo lệnh mình. Mình nói tới giờ thiền là nó làm. Nó đã chạy lên, lục chạy lên trán, chạy lên đỉnh đầu là nó bằng lòng nghe mình rồi. Nó đã làm việc với mình rồi. Nếu thôi tôi xin đọc lại. Làm sao mới đạt tới quân bình? Đó, vừa phải siêng năng, hướng thượng. Thứ hai là niệm Phật mới đạt tới quân bình. Xin đọc lại. Làm sao mới đạt tới quân bình? Đáp: thường phải siêng năng, hướng thượng, niệm Phật mới đạt tới quân bình. Tiếp theo, em xin đọc câu kệ của Đức Thầy. Hướng thượng, niệm Phật tự đạt yên, bình tâm, thực hiện, duyên trời Phật, thâm sâu, tiến hóa, tiến xuyên tầng, điểm giới quang minh, chuyển thức lần. Xin các anh chị nào khai triển bốn câu kệ của Đức Thầy không ạ? Hướng thượng, niệm Phật, tự đạp yên, bình tâm thực hiện, duyên trời Phật, thâm sâu tiến hóa, tiến xuyên tầng, điểm giới quang minh, chuyển thức lần. Anh em bữa nào có thấy cái sự hướng thượng này có quan trọng không? Thầy nhắc là hướng thượng hoài. Anh em nào hướng thượng làm sao? Kết quả ra gì? Anh em nào có đóng góp không? Cũng xoay hồn, cũng phát luôn. Cảm ơn anh. Cái hướng thượng đó thì bạn bảo chúng ta phải cần. Tại vì khi hướng thượng nó lên, cái luồng điển mình nó rút lên thì nó nhẹ lên thì mới hòa được, bắt được cái tần số của điển giới bên trên thì mới hòa được cái luồng điển của trời đất. Thì cái hướng thượng rất là hay. Và cộng thêm cái niệm Phật. Tại sao hằng ngày mình phải luôn luôn niệm Phật mà lúc quên lúc nhớ thì phải gắng cố gắng. Dạ, cái quy sinh đó rất là... Cảm ơn chị Hoa. Có anh em bạn đạo nào đóng góp không? Là cái này rất là quan trọng. Mình hướng tới Ngài, Ngài mới chuyển cho mình được chứ. Mình không hướng làm sao ổng chuyển được. Mà chuyển được á, là mình mới hòa được. Mà hòa được á, những cái ý thanh tự nhiên mình có. Tự nhiên mình có. Cho nên quý vị nào nếu mà... Cho nên Thầy mới nói là hướng thượng. Hồi đó tôi không hiểu như thế nào thì tôi hiểu như vậy. Anh em nào có đóng góp không? Dạ, xin thưa các bạn, nói chữ hướng thượng nghe thì cũng dễ lắm, nhưng mà nếu tôi còn thắc mắc là
làm sao biết mà mình đang hướng thượng và cái trạng thái hướng thượng nó như thế nào, thì cái đó mới là rõ ràng hơn và có thể giúp cho những người đi sau mình, những người mới tu đó dễ nắm bắt hơn. Thì diễn tả cái nhận thức ngay lúc đó và cách nào để mà gọi là hướng thượng cho nó đạt được kết quả. Xin mời các chị nói rõ thêm một chút. Tôi xin đóng góp. Kính thưa Đức Thầy, kính thưa Đức Tổ Sư và kính thưa các bạn đạo. Cái pháp lý của mình là tu về điển giới. Giống như anh Đặng mới vừa đặt cái câu hỏi. Vậy thì mình phải dùng điển để mình test. Chứ mình có thể nói lý luận là tu hướng tượng, tại người nào cũng nói là hướng tượng đó. Nhưng mà phải dùng điển để test. Mình nghĩ tới một cái gì nào. Ví dụ mình đang ngồi thiền, mình phóng cái luồng điển mình lên. Mình nói tôi muốn hướng về trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ. Thì điển nó rút. Đó là mình đã thấy. Đó là cái bài test của mình. Mình nghĩ tới một vị Phật nào hay gì đó, mình thấy cái đầu nó rút lên. Đó có nghĩa là mình đã hướng tượng đó. Thì chỉ có lúc đó mới test thôi. Còn... vậy thì chúng ta, tất cả mọi người test thì thôi. Được chứ không? Cảm ơn. Cái đó là khổ quả. Cho nên, có nói, hướng tới ngày làm sao đạo hiệp. Không có nói chuyện vu vơ. Khi đọc kinh Di Đà, nói hướng tới Phật khẩu khẩu liền. Cái Phật này muốn nói là nói, không có thể được. Cho nên, thầy với con phải nói trong cái gì tôi còn sống mãi. Khi mà sai xưa tỉnh thức bạc bạc, sửa sai tiếng quá đàng hoàng tôi chưa. Nghĩa là từng nói dòng chưa là tôi chưa làm gì được sai. Đúng thế. Bây giờ sửa lại đi. Chưa đàng hoàng, làm lại đi. Cho nên nói là đàng hoàng. Thì cũng có cần nhắc. Nó dễ sợ như vậy. Vì vậy cho nên tôi mới nhắc. Bởi vì cái này tôi nghĩ nó trọng giúp nhiều cho người người. Và tôi thấy nó nói rất nhiều lần. Lúc đầu tôi không hiểu, sau này tôi mới hiểu. Thầy mới nói hiểu mới hành. Đơn giản như vậy. Khi mình sinh ra đó là cái gốc của mình ở trển, đương nhiên là quân bình, đương nhiên là cái gốc trển. Nhưng mà tại sao mình lại xuống ở đấy chứ? Thì cái xác này nó là cái môi trường để mà khỏi đụng chạm kích động phản động. Nhưng mà cái nguyên nhân của kích động phản động nó không phải là cái chuyện mà bên ngoài xảy tới thì mình để mà mình tập. Nó bắt buộc từ nhiều phần thôi. Tự nhiên mình về không phải vậy. Bắt buộc phải đã. Và trong cái thời gian đã, cái tâm của anh giữ được thanh tịnh hay không? Thì cái đó là cái học bài và anh đã đạt được cái trình độ nào đó để mà trở về cái quân bình. Chứ không phải là hay không rồi. Tôi muốn học cũng học thôi. Tự nhiên tôi trở về quân bình. Cái đó tôi không chấp nhận. Vì cái nghiệp anh phải đã, anh không trả là không bao giờ trở về cái quân bình của anh được. Dù anh chạy trốn bất cứ chỗ nào, muôn ngàn kiếp nữa, vẫn phải đáo trở lại để phải trả xong cái nghiệp của anh. Rồi, xong hết. Cảm ơn. Cho nên bài học nhớ quý vị đại hội vừa. Hai chị trước nói gì? Đầu tiên câu hỏi trên YouTube nói câu gì? Phát triển